Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lệnh Mirror 3D. Chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tính năng và những cái option mới trong phiên bản 2022. Trước khi vào lệnh Mirror, chúng ta sẽ ôn lại những cái khái niệm, đặc tính, các kiểu đối tượng trên mô hình của mình. Ở đây, mô hình của mình có 3 body là những cái khối rời nhau. Body đầu tiên được xây dựng bởi các lệnh là BodyChute 1, các bạn có thể là click kiểm tra ha. BodyChute 2 và lệnh tạo lỗ, các bạn có thể thấy ở đây. Những lệnh nằm dưới origin hoặc là những cái công cụ mà các bạn dùng để phát thảo thì Solidworks gọi là feature, những cái feature. Thì một khối có thể tạo nên từ nhiều feature hoặc là một feature có thể là tạo thành nhiều khối. Tương tự, khối thứ hai cũng được tạo bởi các feature là BodyChute 5, Fillet và Chamfer, BodyChute 6. Và body thứ ba được tạo bởi một cái feature là BodyChute 7 và Chamfer 4. Cuối cùng là khái niệm về face, những cái bề mặt khi các bạn lít một cái đối tượng nào đó, những cái bề mặt nào đó, bề mặt phẳng này, bề mặt trụ, bề mặt côn, bề mặt fillet, thì đây là những cái bề mặt, những cái face. Thì đây là những cái khái niệm kiểu đối tượng quan trọng mà các bạn cần chú ý khi chúng ta thực hiện lệnh mirror hoặc là nhóm lệnh pattern. Để vào lệnh mirror, các bạn sẽ lít vào lệnh mirror trên tab feature hoặc là trong nhóm lệnh pattern, các bạn lít sổ mũi tên thì các bạn sẽ thấy lệnh mirror. Option đầu tiên là Mirror Face Blend, bề mặt đối xứng của các bạn. Và cái option thứ hai, đây là một cái tính năng mới trong Solidworks 2022. Đó là bề mặt Mirror thứ hai. Solidworks 2022 cho phép bạn tạo đối xứng qua hai bề mặt cùng một lúc. Ở đây mình sẽ ví dụ trường hợp đầu tiên là qua một mặt phẳng trước. Tiếp theo các bạn sẽ thấy những cái option như là Feature, Face, Body như là mình vừa đề cập. Thì Feature, Face, Body có sự khác nhau như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua từng cái ví dụ cụ thể. Ở đây mình muốn tạo đối xứng cái khối slot này qua cái mặt phẳng plane 4 mình đã chọn ở đây. Thì mình sẽ chọn đặc tính của nó là feature. Các bạn sẽ click vào cái khối slot thì các bạn sẽ nhận thấy là nó sẽ đối xứng cái lệnh BodyChute như các bạn click ha. Thì nếu như mà các bạn ok luôn thì nó sẽ đối xứng cái BodyChute cho các bạn là chỉ có BodyChute của slot thôi. Thì để đối xứng cái chamfer và fillet này luôn thì các bạn sẽ edit lại lệnh mirror ha, edit feature. Mình sẽ chọn thêm là lệnh fillet và lệnh chamfer. Các bạn chú ý chỗ này ha. Mình click OK. Thì như các bạn thấy ha. Ở đây các bạn thấy là mặc định của Solidworks khi các bạn mirror thì những cái màu sắc nó đều giữ lại cho các bạn ha. Thì đó là do cái option mặc định trong cái lệnh mirror này. Đó là Rogue Visual Property. Khi các bạn click bỏ đi ha. Thì nó sẽ không có giữ lại những cái đặc tính về màu sắc hay là texture cho các bạn ha. Các bạn click OK thì nó sẽ không có giữ lại màu sắc nữa. Như thế này. Các bạn lưu ý. Một ví dụ tiếp theo về cái option mới trong Solidworks 2022 này, đó là đối xứng qua hai mặt phẳng cùng một lúc. Chúng ta sẽ click lệnh mirror ha. Ở đây mình sẽ chọn là mặt phẳng đối xứng thứ nhất là plane 1, mặt phẳng đối xứng thứ hai là plane 2 như thế này. Và mình muốn đối xứng cái khối trụ và có cái lỗ ren này ha. Thì mình sẽ chọn là feature, click vào bot này ha. Đồng thời click luôn lệnh tạo lỗ ren của mình. Đây, và mình sẽ để mặc định là giữ nguyên màu sắc ha. Ok. Thì các bạn thấy mirror qua hai mặt phẳng cùng một lúc, tính năng mới trong Solidworks 2022. Và các bạn lưu ý khi mà mình thực hiện feature mirror thì những cái feature của mình đều nằm trên cái khối ha, đều nằm trên cái khối. Khi các bạn edit mirror này lại ha, và mình sẽ thay đổi cái mặt phẳng đối xứng đi, mình không chọn cái mặt phẳng ở đây ha, mà mình sẽ chọn cái mặt bên hông của cái chi tiết của mình. Thì khi các bạn click OK thì nó sẽ báo lỗi không thực hiện được lệnh, các bạn lưu ý ha. Các bạn lưu ý quy tắc khi mà chọn feature thì cái feature tạo thành của các bạn phải nằm trên khối, phải thuộc khối thì nó mới thực hiện được lệnh các bạn ha. Khi mà feature tạo thành nằm ngoài cái khối của mình thì nó sẽ trở thành một cái body rời rồi thì nó sẽ không đúng với cái đặc tính là feature, cho nên phần mềm sẽ không hiểu và nó sẽ không thực hiện được lệnh. Các bạn lưu ý ở đây mình sẽ sửa lại mirror face, mình chọn mirror face này ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, khi mà cái feature tạo thành của mình nó nằm trên khối ha, nó thuộc khối thì nó sẽ thực hiện được lệnh như thế này. Bây giờ mình sẽ delete cái mirror này đi và đến với cái trường hợp tiếp theo là mirror bằng face ha. Các bạn click vào lệnh mirror. Ở đây mirror face mình sẽ chọn mặt plane 4 tương tự như khi nãy ha. Và ở cái ô là feature, face và body thì mình sẽ đến với face to mirror. Khi các bạn chọn kiểu face to mirror, các bạn click cái đối tượng của các bạn ha, ví dụ như thế này, và các bạn click OK thì nó sẽ không thực hiện được lệnh, nó sẽ báo lỗi cho các bạn ha. Thì các bạn chú ý, quy tắc của face phải là kính. Ví dụ, nếu như mà các bạn muốn đối xứng cái khối này qua plane 4 thì các bạn chọn kiểu face to mirror thì các bạn phải click chọn hết tất cả các bề mặt ha, đảm bảo cho nó là đóng kính.
như thế này và các bề mặt fillet nữa ha. Thì đây, khi các bề mặt được đóng kín thì phần mềm sẽ nhận diện được ha, và nó sẽ thực hiện được lệnh. Các bạn click OK thì nó sẽ thực hiện được lệnh cho các bạn ha. Thì đó là sự khác biệt giữa face và feature. Feature chỉ cần thuộc khối, còn face là vừa thuộc khối mà phải là chọn kín hết tất cả các bề mặt của khối đó các bạn ha. Đến với trường hợp tiếp theo là mirror body. Thì với mirror body thì mình sẽ tạm thời bỏ đi cái mirror 18 này, nó nhẹ các bạn ha. Mình muốn mirror cái khối này qua cái bề mặt right thì mình sẽ vào lệnh mirror, chọn mặt đối xứng là mặt right các bạn ha. Và mình sẽ xuống cái option là body to mirror và mình sẽ chọn cái khối body mà mình muốn mirror này. Với mirror body thì các bạn chú ý cái option là match solid. Thì khi mà mình đối xứng cái khối này qua bề mặt right thì các bạn sẽ thấy một cái đoạn hở ha. Khi mà có cái đoạn hở thì nó không thể nào match lại với nhau được. Cho nên khi mà các bạn vô tình click vào match solid, các bạn click OK thì nó sẽ không thực hiện được lệnh, nó sẽ báo lỗi. Các bạn lưu ý ở điểm này, mình sẽ bỏ match solid ha. OK, để nó rời nhau. Trong trường hợp các bạn edit lại lệnh mirror này và mình sẽ đổi cái mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng bên phải chính nó ha, như thế này. Thì khi đó thì nó sẽ liền với nhau thành một mạch nè. Và các bạn muốn mẹt nó lại thì mình sẽ chọn là mẹt solid để nó thống nhất thành một khối duy nhất như thế này. Ở đây mình sẽ quay về cái trường hợp trước đó là hai khối rời nhau các bạn ha. Mình sẽ đổi cái mặt phẳng, bỏ mẹt solid. OK. Đến với trường hợp tiếp theo là mirror dạng geometry pattern. Các bạn click vào list mirror và tương tự ở đây mình chọn mirror face ha, mặt phẳng đối xứng mình là chọn mặt right này. Và geometry chỉ xuất hiện khi các bạn chọn kiểu là feature hoặc face các bạn ha, thì mới có geometry pattern ở đây. Và geometry pattern được sử dụng trong trường hợp nào? Thì đây là cái trường hợp đầu tiên ha. Các bạn thấy đây là một cái body như lúc đầu mình đề cập ha. Nó là một cái body rồi. Và bây giờ mình sẽ không dùng kiểu body cho cái body này, mà mình sẽ dùng kiểu là feature. Feature các bạn ha, chamfer và body chute của cái khối rời này. Và mình sẽ muốn cái khối rời này sẽ mirror qua và nó sẽ nằm bên cái khối rời kia. Và hai cái khối đó sẽ hợp lại thành một cái khối duy nhất. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái geometry pattern các bạn ha. Thì khi các bạn click vào geometry pattern thì các bạn sẽ thấy feature scope hiện lên. Nó sẽ tự động mẹt khối lại giữa cái khối tạo ra và cái khối đã có trước đó các bạn ha. Các bạn click OK thì các bạn thấy ở đây là một body duy nhất ha, mirror 25 này. Đây, từ một cái khối rời bên này ha, bay qua bên đây, nó mẹt với cái khối bên kia thành một cái khối duy nhất. Thì đó là cái trường hợp đầu tiên các bạn sử dụng geometry pattern. Trường hợp thứ hai các bạn sử dụng geometry pattern là trong trường hợp các bạn muốn giữ lại hình dáng hình học của cái biên dạng mirror của mình ha. Ở đây ví dụ mình có một cái rãnh cắt hình chữ nhật và cách cái mặt đáy là offset là 5 và mình muốn mirror cái rãnh cắt này qua cái bề mặt right thì các bạn sẽ click vào lệnh mirror ha và mình sẽ chọn mirror face là mặt right này và mình sẽ chọn feature là cắt chút này của mình và mình sẽ chọn là geometry pattern thì các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ đối xứng cái hình dáng hình học của mình qua mặt right. Còn nếu như mà các bạn không chọn geometry pattern thì nó sẽ phụ thuộc vào cái feature này của mình. Feature này của mình thì nó sẽ offset cách mặt đáy là 5. Thì khi các bạn click OK ha, mình không chọn geometry thì qua bên mặt right thì nó cũng sẽ offset với mặt đáy là 5. OK. Các bạn có thể là xem bởi mặt cắt ha. Đây. Thì đây là cái kết quả mirror feature của các bạn ha. Thì trong cái trường hợp mà mình edit lại mirror, mình chọn geometry pattern thì các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ giữ lại hình dáng hình học. Click OK. Các bạn sẽ xem kết quả ha. Thì đây, trường hợp thứ hai các bạn sử dụng geometry pattern ha. Và cuối cùng là một cái option mới trong version 2022 cũng đáng chú ý. Đó là khi các bạn đối xứng một cái đối tượng qua hai cái mặt phẳng cùng một lúc và hai cái mặt phẳng đó vuông góc với nhau 90 độ như thế này thì các bạn sẽ thấy một cái option nhỏ sáng lên. Mình sẽ chọn mirror face ha. Thứ nhất, secondary, thứ hai thì các bạn sẽ thấy là mirror sheet only sáng lên ha. Trong trường hợp là hai cái bề mặt này nó vuông góc với nhau 90 độ nha các bạn. Ở đây mình sẽ chọn là feature. Thì khi mà qua hai cái mặt phẳng 90 độ thì các bạn sẽ thấy là nó giống như là circular pattern ha. Và khi các bạn click chọn mirror sheet only ha, thì nó chỉ mirror qua hai mặt phẳng thôi ha và cái phần còn lại thì nó sẽ không có. Thì các bạn lưu ý ha, mirror sheet only này. OK. Đây các bạn ha. Mình sẽ edit lại mirror và tích vào mirror sheet only. Ha, để cho nó đối xứng qua hai mặt phẳng thôi ha, không tạo ra một cái hình còn lại. OK.
Thì qua phần mirror này, các bạn lưu ý đó là sự khác nhau giữa face, feature và body. Face là phải kính và phải thuộc khối. Feature thì thuộc khối, còn body thì nó là một cái khối rời, cho nên là các bạn có thể làm mirror thoải mái ha. Chúc các bạn thành công.